Em có đói bụng chưa? mình ăn vậy bà nói cái dễ lắm, bà nói nhà không có tiền mua, Ăn chung vậy là ta nói khi dễ hả? ăn chung không phải kiểu là ăn chung mình xin tiền bảo hoài bánh ghét bánh cái dễ mình Sao đâu lúc nào đến đâu ít cái thấy em ở nhà quá à? Em ở nhà lắm, tại vì em mua cho em mua đồ không em chạy về em đưa cho đó là em đi thôi à. Nay vô ngày trai ta bán hủ tiếu chay không? Bịch về 50.000 á. Tết Trời ơi, quán em rồi không biết lên. hả? Xin kính chào bà con cô chú anh chị đến kênh Giàu Vui Vẻ. Hôm nay Ti mặc áo bông anh nhìn không ra luôn á ha. Hello Ti nha. Rồi. Hôm nay là anh đến xem nhà em ăn Tết như thế nào nè. Ở đâu em có hai đôi giày mới đẹp vậy Ti? Nên chuẩn bị đi chơi Tết đó, gia hả? đình sắm Gia đình sắm cho em hả? mới vô đãi với hào cho bông Đây, rất ở đây mời. này có bưởi ha, Dạ có bưởi rồi. có hoa huệ nè, đây trên đây cũng có bàn thờ trên nữa nè. Mấy Rồi vô hôm nay đãi là đồn. em bật cái quạt lên chút cho nó mát em ơi nha, nực quá. Giờ em kéo cửa lại để cho đỡ ồn, có nhạc nè. Hello Nga em, Nga làm gì vậy? Tiên ngồi đây chơi luôn đi em. Anh phỏng vấn hả? Rồi anh xong có vấn nè. Ờ, hôm nay ai cho hoa mà nhiều vậy Ti? Anh coi thử coi. Sao nhà mình nay dơ vậy? Nhà mình nay dơ vậy? Đây. Rồi ai cho hoa của nhà em Em vậy qua mày? em đi lo đó. Là người ta cho em hay mẹ mua? Qua em đi lo đó. Đi lo là sao? Qua anh chở em tới ngoài con mi nên về á. Anh đâu có chở, anh nào chở? Anh chở em á, ủa nói gì vậy? Đâu có đâu, qua anh có chở. Ủa nghe, hôm qua ai chở chị Ti đi mua đồ vậy? Anh nào? Anh dở em nó hôm qua em vừa đi ra Đây. đó. Ai ai mua hoa cho em vậy? Có anh YouTube nào đến quay giống anh chở đi hả? Hộ chứ hay quay đi Sa còn đúng không? Rồi anh đó đến quay là chở đi mua hoa. Rồi hả? mua hoa mua trái cây cho nhà em hả? Nay nghe không đi mẹ đâu? Mẹ em đâu? Rồi ăn cơm ngoài cả. Mẹ ăn cơm ngoài, ăn cơm ngoài đường luôn. Rồi cơm đó ai cho mẹ em ăn? Ai quen không con bài đâu ngoại không con. Là sao nay không đi ra phụ mẹ lượm ve chai? Hôm nay không có ra chai hả? Nay Tết mà đâu ai thảy ve chai ra đâu hả? Đi gì vậy em chơi gì vậy nghe? Bây giờ mẹ em đang ăn ngoài đường, cần ra xin mẹ ăn không? Anh chở ra ngoài cho xin mẹ miếng đồ ăn ăn. Em có đói bụng chưa? Mình ăn vậy ảnh nói cái dễ lắm, bà nói nhà không có tiền mua, Ăn chung vậy là ta nói khi dễ hả? ăn chung không phải kiểu là ăn chung mình xin tiền bảo hoài bánh ghét bánh cái dễ mình nói nhà này hình như hồn điên chết đóng mà. Hôm nay tối em chưa ăn tối mà cử tối là cử của em mà nghe. Ê bên Ti nói cái dễ mình hả? Hôm nay chưa ăn tối luôn. Mình ăn như vậy á, ta không đánh mặt mình, ta nói hả sau lưng nó nhận cái chết đói sao mà nó bỏ có tiền mua tới Tết không có đồ gì ăn trong nhà luôn, là cơm từ thiện ta đóng cửa lấy gì ăn hay em? Tết hả? Không, Tết thì thời gian em đi mua, nhưng mà con mi em mới vừa đi về là con mi đi mua. Ủa Tết rồi mi còn đi đâu nữa ta? Hôm nay là Tết rồi mà đâu có ai buôn bán gì đâu, là mi phụ mi đi Ai chơi hả? mi con bà đâu ngoại à? Rồi em có đói bụng không? Hả, Em đói bụng không? Em không có đói. Chưa đói hả? Thì nếu đói bụng đó có gì đâu ăn, Tết đâu ai buôn bán gì đâu. Tết nhất nó dẹp rồi. Ăn mì gói đỡ qua chứ sao giờ hả? Hả? Ăn mì gói đỡ chứ hả? Nga ơi, sao nay Nga không đi phụ mẹ hả? Nga chơi đồ chơi hả? Em ăn gì chưa Nga? Hả? Anh thấy hình như Nga càng ngày càng ốm mà. Sao em biết mẹ ăn cơm mà quải Nga? Em từ quải vô hả? Rồi mẹ không cho cơm em ăn hả? Em ăn rồi hả? Ăn cơm à, ăn cơm một dịch. Ai cho em vậy? Ai cho nhà em? Cái ông chạy xe ôm. Chú chạy xe ôm cho. Rồi thấy mẹ em không có nấu gì ăn là múc cho một dịch ra nhà chú cho ha. Ủa nếu mà vậy sao không cho chị Ti em ăn nữa kìa? Chị Ti đói bụng không? Nhờ Ti ơi, lát đói bụng rồi sao? Giờ đâu ai bán đồ ăn nữa đâu. Không ai ở nhà đâu. Kỳ vậy? Còn chứ. Đây nó nói bị ngon cùng kỳ. Bây giờ Ti cứ đi ra mẹ xin cơm ăn không, chở đi ra. Ra ngoài không có tiền mua, bảo mới nói mất công lắm, mới nói nhà này.
không có tiền. Bà không nói trước mặt mình, bà nói tôi lưng. Bà nói dữ như bay vô cùng điên chết đói. Sao hai em ở nhà đóng cửa lại ngợp gần chết vậy? Không có bật quạt lên nữa. Sợ ăn trộm vô nhà hả? Không phải ăn trộm. Đi được rồi đó, hôm qua. Rồi tối hai em bật kéo rồi cửa vậy luôn hả? Hả? Với Nga ở nhà, em ở nhà. Qua anh chở em ra ngoài đó. Anh đâu có chở về đâu. Trời ơi, qua em đi bộ ra nè. Hôm qua là anh chở em hôm ngoái em đi bộ vô á. Em mua phở hả? Ờ. Cái ngày đó là mấy ngày trước rồi. Chứ đâu phải hôm qua đâu. Qua anh chở em hôm ngoái em đi bộ vô. Mấy đó ngày trước rồi, mấy cái clip mua phở là lâu rồi. Anh tưởng có ai chở em đi nữa. Rồi hôm nay em có đi chợ Tết gì chưa? Chưa. Chưa đi hội hoa xuân gì nữa hả? Để nước bể bật rồi. Chưa đi hội hoa xuân coi gì luôn. Rồi bây giờ em mang về mới đi chở đi coi có gì ăn không à? Ra quán ngồi ăn với anh. Hả? Đi ra cái quán ngồi ăn với anh rồi về. Cái anh chở đi tìm cái quán này. Bây giờ đi. À đi đi ăn với anh vào. Để anh vào người ta nói thôi không có khi dễ. Mang đôi giày đẹp lên coi. Ra ngoài nhà không có tiền. Có bé Nga ở nhà giữ nhà rồi kìa. Anh với em đi. Sợ giàu thì con cũng giàu hơn. Tì, hôm nay không tô môi hả? Hả? Hôm nay em không tô môi lên hả? Tô môi rồi. Hết son rồi hả? Son, cũng xíu à. Rồi, cũng xíu à, anh tô dữ quá mà. Ờ. Để mẹ em hôm nay là không có đồ ăn đâu, đâu ai cho đồ ăn gì nữa đâu mà có. Tết rồi, mùng 1 rồi. Dạ, đây đi hơn người Tết rồi. Ờ. Dạ, để như vậy. Rồi Tì nè. Có đi ăn không anh chở đi anh tìm đồ ăn giùm cho chứ đi đi bộ là thua rồi đó. Ở đây quán xá đóng cửa hết rồi. Ở đây là không có ai bán hả? Ờ. Giờ sao mang dép vô, mang dép đi anh chở đi mua cái gì cho ăn cho đi đi với anh nè. Hả? Ai quen con bà? Bác Nga chừng nhà nha bác Nga. Anh với chị Ti đi mua uống cái gì không? Gần hàng xóm em có bán tạp hóa uống gì anh cho uống nè. Nga uống gì định nói gì? Dạ chở gì sáu uống cà phê. Dì sáu đâu? Dì sáu không mà phải đợi. Dì sáu này đâu có bán đâu, Tết rồi dì sáu nghỉ rồi em. Bây giờ em ở đây nè. Em ở đây em coi chừng nhà nha. Em ở đây coi chừng nhà, anh chở chị Ti em đi mua đồ ăn. Và em ăn rồi. Nha Ti, mang nha, mang dép vô cái Ti. Thôi để em đi tắm rửa xong rồi quẩy mua cho. Không có ai bán gì đâu. Hả? Tết rồi, mùng 1 Tết là ai bán gì? Biết rồi, mùng 1 Tết ai bán mình. Nhưng mà nó kêu anh đi bộ nè. Bây giờ em tắm rửa em thay đồ đúng không? Rồi anh đợi anh thôi mặc cái đồ này luôn đi. Đi mua về. Tắm rửa đi. Mày nước gì vậy? Còn anh thấy mà Ti nè. Rồi đi đi để anh đi mua giùm cho. Hả? Đi ăn cái gì? Ti núm đò trơn nó ra nước gì vậy? Rồi bé My đi đâu rồi? My đi đâu rồi nghe? Núm đò trơn nó ra nước gì vậy? Theo Tấn. Đi theo Tấn hả? Rồi Tấn là là sao với My? Nga ơi. Con mà không lo cho nó anh không ngồi nước như vậy. Tấn là bạn trai của My hả? Thì My Tết qua nhà bạn trai ăn Tết hả? Trước ai bán? Hả? Có bán không bán? Đây ai ở nhà đâu. Vô ngại nước như vậy. Vô đây quen nhỏ à. Giờ em thay đồ đi Ti. Thay đồ đi rồi anh chở đi kiếm gì cho em ăn nè. Để tối là mẹ em thua rồi đó thì chỉnh đói đó nha. Hiện bây giờ đi xe máy. Hiện bây giờ Ti đã đi chơi đi ra lấy cái chìa khóa cất tủ mì trong đây nè. Mì mà cất trong đây là quý bà con cô bác anh chị. Hai tủ này cất mì trong đây mà hiện bây giờ bé My đi chơi với bạn trai rồi quý bà con. Là hôm nay là My ỷ y là em đói bụng quá nha. Tại vì mẹ em không có đồ ăn ai cho nó đâu. Ai? Anh nói vậy đó. Ở đây em không có ai cho à? Ừ. Hôm nay ngày Tết mà đâu ai có đi ra đường đâu mà cho hai em. Mày làm kim binh nhé, chính phủ. Ti hôm nay đi chùa không? Chở đi chùa chơi. Hả? Đi chùa không? Đi chùa Định Thánh hả? Ờ, đi chùa nào anh chở đi. Em anh đi bộ rồi. Đi anh chở xe cho nhanh. Đi anh ăn là anh chở đi chùa nha. Ờ. Mặc áo vào tay vô. Rồi Nga có muốn đi chùa luôn không? Hả? Ti ơi, thấy Nga nằm không có gói tội nghiệp không kìa. Lần sau anh nói My là để gói ngoài nha, cho Nga với mẹ em nằm, không có lấy gói nhúng nước nha.
nghe chưa, thấy thấy em nó nằm tội nghiệp không, nó nằm vậy ra chặt cổ nó bây giờ nè. Ai không nhúng tự em nhúng kìa, mi mi nói em nhúng kìa. Ủa đẹp thiện á, xin lỗi nó. Có không, bây giờ ngày mai anh biểu mi để cái gói ra nha. Dạ, lá anh về nhắn tin mi để một cái gói thôi, nếu mà em nhúng nước là anh đến xử lý em nha, còn có là để đó. Ủa Nga, chị Ti có nhúng gói với nước không? Ai có không Nga? Ngủ đó Nga. À có hai cái gói nhỏ xíu đó hả, em kê lên cho Cao nằm đi. Dạ Ti có đi mua đồ ăn không? Hả? Có đi mua đồ ăn không? Chở đi mua đồ ăn. Không, đi bộ rồi. Trời ơi, đi bộ xa lắm cô nương. Ở đâu à, làm gì có bán đồ ăn mà. Ông đúng ngoài trường là không? Nên anh vào chở đi cho, đi cho anh nhanh. Hả? Đi, anh vào chở đi cho anh nhanh nè. Thôi để mày vậy lấy thôi, đồ khác bận rồi đi. Mặc đồ này cũng được nè. Không, đồ cũ đó. Đồ cũ, sợ ra đường đồ cũ tao nói em hả? Hả? Sợ ra đường mặc đồ cũ ta nói hả? Để My về ở đấy cho, chết mẹ tôi rồi. Biết khi nào con My nó về? Hả? Biết khi nào con My nó về? My ngoại nữa. Giờ hai em làm gì mà cái nhà thấy ghê quá vậy? Trái đất không lao cái nhà đi. Xả khăn, xả sờ bông lao đi. Ngoại à, bây giờ ăn cái gì đến đi mua, anh tìm mua cho nè, khỏi đi ra đường luôn nè. Hỏi mì với ông hủ tiếu. Ăn hủ tiếu hả? Muốn nước đúng không? Dưới đấy đánh dầu vậy. Cái gì? Uống dầu. Nước dầu hả? Là sinh tố dầu hả? Mày khùng. Trời trời, này ai mà bán sinh tố? Hả? Giờ này tìm đồ ăn khó, sinh tố đâu ra? Thôi đi bộ đi má ơi. Uống nước mía không? Có uống nước mía không? Nước gì không? Nước ngọt không? Ai không uống đi sai ai đâu. Nga uống gì không Nga? Cô bạn uống nước cạch. Em uống gì không? Em uống gì, ăn gì, phở, hủ tiếu, bánh canh, mấy món nước đúng không? Rồi uống uống nước ép hả? Hả? Uống sinh tố dầu hả? Ừ. Nếu không có là dầu sao? Làm gì ai còn quán sinh tố giờ này? Có nước mía hay nước ngọt thì có. Chè thập cẩm. À chè thập cẩm. Rồi. Ừ. Nga có ăn chè thập cẩm không? Tuy bị đi hẹp rồi. Nga sao không nói gì luôn vậy Nga? Cái gì vậy? Nay em còn tiền không? Có tiền không? Vô tao lại. Cái gì trong đó vậy? Trời, Tết là không có gì ăn luôn. Buổi sau mua trái cây là nhà mình mua luôn hả? Hai cho nhà mình luôn chả Ti. Hả? Trái cây là em mua luôn hai cho vậy. Anh thấy trái cây này cũng không được tươi nè. Trái đèo đèo. Trái bưởi thì nó bị thâm tùm lum là trái cây ta cho đúng không? Sao anh thấy cũng vậy kìa. Thôi để anh đi mua đồ ăn giùm cho em nha. Không chịu đi thôi, cần đi ra đường thì anh chở đi. Mấy ngày nay anh gửi đó rồi em đi mua. Rồi ngày ta Tết ta đâu buôn bán gì nữa đâu bạn. Hả? Mấy ngày Tết người ta đâu buôn bán gì nữa đâu bạn. Anh nghỉ chơi nè. Phải em có xe. Anh em sáng anh đi mua hộp nha. Sáng em mua cho nó hộp hủ tiếu 30 về cho ăn. Trưa em mua hộp cơm về ăn nữa. Rồi mua cho hai con hộp 6. Mà ngày mai bắt đầu tao đâu bán gì nữa đâu. Mấy ngày phải mùng 3, mùng 4 tao mới bán lại, mùng 3 tao mới bán lại. Bán, còn bây giờ đúng rồi, giờ thua rồi. Bây giờ thua rồi, thôi mùng 3 ngày mai. Dạ ăn cái gì? Rồi. Ăn mì gói hả? Dạ. Ăn mì gói hả? Mì gói em mượn bếp ga con trai nấu. À đúng rồi, mượn bếp ga đi. Nay lên đồ đi chơi bạn trai đón nha, đó hả? Đâu đi đâu đâu. Thôi lúc nào đến ít cái thấy em ở nhà quá à. Ít ở nhà lắm. Tại vì em mua cho em mua đồ không chạy về em đưa cho đó là em đi thôi à. Nay vô ngày chay ta bán hủ tiếu chay không bịch về 50.000 á. Tết là quán rồi đó. Ra ngoài tiệm ăn không là muốn chết tiền rồi đó. Tiền 30, 30 liên tục luôn. Tết tăng giá rồi. Chết mẹ rồi. Ủa em mới dập môi hay vậy Ti? Em mới sơn môi á. Sơn cái miếng kỳ vậy? Sơn có nửa cái môi vậy? Phải đâu, Ti Minh công an rồi. Là sao? Nó tầm bậy bạ lắm anh ơi, tin lề lắm. Ý là sao sơn có nửa cái môi vậy? Môi nó bị té đâu. Mới bị té hả? Đâu có, anh nãy anh mới vô rồi đâu có bị vậy đâu. Sơn môi. Sơn đó, cái đó sơn đó. Ủa sao cái màu sơn kỳ vậy? Hả? À, có ba cây màu màu đậm. Ờ cái màu đó, màu sơn lạ anh mới thấy luôn á. Có nhà nó đem trong vỏ nó kìa. Kìa, thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cái màu đó sơn môi đó, nãy anh mới thấy rồi. Mà
Cái màu này giống cái màu bị bầm quá à. Phải đâu, nhưng mày phải. Hồi sáng em với mẹ mới đi lại ba chiếc xe chị trai. Bả ngày hôm kia là anh dắt nhà này ra ngoài á, là bà để cái ba ngày bà dồn vô giải là 4 chiếc xe. Mà bây giờ Tết này đâu có dựa cho trai nào mở cửa nữa đâu, bán là đâu. Bán trước Tết chứ. Không, em không bán ở đây, bán đi bà Thí. Bà Thí mới mua hết. Bả mua từ ngày mùng 1. Vâng, trời con mua rồi. Và bà mua ngày từ mùng 1 cho đến bà bán luôn chứ không có nghỉ. Thì coi như là mình chỉ lụm là đem về là mình đẩy xuống buổi chiều, không buổi sáng là không nên đẩy. Hủ tiếu ngon không My? Ngon. Ti, thơm đúng không? Rồi em ăn gì chứ Ti My? Chắc ăn rồi mà. Sao kỳ vậy, đi qua nhà bạn trai chơi mà không ăn gì hả? Không. Nãy bé Nga nói My đi theo qua nhà Tấn chơi gì kìa rồi kìa. Tấn là bạn nhưng mà nó cũng khổ lắm anh ơi. Nó cũng kẹo lắm. Nó giống như là nó mình nói là được, còn em thì không ăn. Ủa sao kỳ vậy, dù sao em cũng là bạn gái mà không cho ăn hả? Giống như là em không muốn ăn. Kỳ vậy? Đi chơi chứ không ăn. Bây giờ sao quen bạn trai kỳ vậy, quen bạn trai mà đến cái phần ăn mà không không dám ăn. Em vậy cho nên là em không có lấy tiền nó ăn được. Hay là mình nhịn đói cái rồi có gì mình về nhậm ăn. Trời ơi, vậy em đi chơi cả ngày để gì ra đồ ăn để ăn. Em qua phụ mẹ của nó giặt đồ rửa chén á, mẹ nó cũng cho vài trăm năm chục mà. Là mẹ bạn trai em làm gì, buôn bán hả? Bà bán quần áo. Bà giống như là bà nhờ em đi lên chợ anh Đông bán giùm á, để bà cho em tiền á. Chứ ra lại em không bán quần áo đâu. Bà bán lên chùa. Bà lụm áo từ thiện luôn của năm á. Thì cô Nga bữa hẹn là mùng 6 đến thăm gia đình mình hả? Dạ đúng rồi, ngày mùng 6. Mùng 6 về bữa em nhắn là anh có rảnh không? Mùng 6 đi làm rồi, anh chắc anh đến không được. Cái gì cô đến thì cứ đón cô thăm cô. Mùng 6 anh có xuống không? Mùng 6 có anh xuống, sẽ xuống bữa tối với bữa ban ngày anh không được. Tại mùng 6 anh đi bắt đầu đi làm. Cái gì mà ở trên phòng trọ, đi trời á. Gì đó đó hả? Gì đó để bữa nào anh qua anh nói chuyện coi sao. Ngon không? Ngon không Ti? Ngon đúng không? Hủ tiếu chai nấu thơm mà đúng không? Chỉ một ngày mà ăn không tỷ cái này. Chắc tiền hơn chịu nổi ăn. Trời, một hộp là 30 ngàn, 30 ngàn. Nấu ăn đi, bây giờ gia đình đã tính kế hoạch là nấu ăn, nấu gạo ăn. Có cái quẹt, mứa quẹt, cũng quẹt cũng được nè. Bây giờ ví dụ một ngày nấu ký gạo đi. Ký gạo chia làm hai nửa đi. Thì 15 ngàn. Cộng với 15 ngàn đồ ăn là 30 ngàn bằng cái phần ăn mình thôi. Chứ giờ đồ ăn giờ mắc mà ngày nào cũng mua một phần mộng cơm, một phần bánh ướt, 25 không. Em phải tính tới phương án nấu ăn đi chứ, bây giờ mua vậy 4 người là 4 hộp là 3 đến 4 hộp rồi. Vậy vậy tính ra hơn 100 ngàn. Không, bây giờ như thế này nè, hôm nào mà người ta cho cơm từ thiện thì mình đừng có nấu, còn hôm nào ta không cho thì mình nấu. Kho quẹt, đậu hũ chiên hay miếng thịt luộc cũng được, trứng chiên gì cũng được nè. Bình ga của bên đây cũng được. Người ta có bình ga nhỏ em mượn để em ra mua đồ nấu ở nhà. Bây giờ nấu giờ ăn cơm 17 như này là chắc là không chịu nổi. Vừa rồi anh Phát và anh định dành cho gia đình mình 10 kg gạo với hộp lạc xưởng mà do nhà mình không có bếp á, anh mới nhường hoàn quà nó cho người khác luôn á. Ê, đừng có nồi, không chảo. Em muốn chiên là chiên sẵn nha, chứ không có để bếp ga ở đây mà cho nó nấu không. Mẹ em tự rồi. Em chiên sẵn, em nấu cơm sẵn rồi, em nấu ăn rồi nghĩ ra. Tết rồi nhà, không có gì ăn trời. Mày Tết đâu có ai cho đồ ăn gạo nữa đâu mà ăn. Chết là chết xuống là sao? Không. Ở đây người ta cũng cần, ở đây người ta muốn giúp đâu, tiện có ăn nó ở giúp. Giờ cũng cho mà chết đói gì rồi ăn nó chịu đi. Đi nó chọn rồi. Anh xứ nào đi lên đi chùa hả? Hả? Ăn xong đi chùa hả? Muốn đi chùa không? Đi chùa không? Đi chùa không? Bà giờ đang ngồi ở ngoài lụm, hồi nãy thấy 70 ngàn rồi ăn cơm ở ngoài. Vô tại nhà rồi, chắc khoảng 70 rồi. Cơm đó là người ta cho nha. Tầm mua hết rồi, người ta mua cho. Nú lộn, còn vừa. Nú tí. Sáng vậy em với bà đẩy gần 4 xe đi chai mà con 150. Em
vậy nó trang vậy cũng rẻ rồi. Rồi em có đói bụng không My? Đâu có đói hả? Có ăn gì không? Nó ăn hủ tiếu anh mua cho ăn phần. Thì hôm nay có ai đến thăm gia đình mình nữa không? Dạ, cô Nga ngày 16. Ý có ai đến thăm hoài cô Nga nữa không? Không. Kì vậy? Cô Vi cô nói là từ ngày 16 đến ngày 7 điện cho bà. Có thiếu hốn gì á, từ điện cho bà. À vậy hả?